Rồi, OK. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé. Và hồi nãy thì mình có đăng video thì nó bị lỗi âm thanh, thì mình cũng uh, nói thì anh em là mình có con nhỏ, ấy. lâu lâu nó vào hay phá nó tặng cái mít nhỏ lại, không biết mà mình mình đã setup sẵn rồi. rồi. Rất xin lỗi anh em vì cái video rồi nha. Bây giờ mình sẽ làm lại video, tại vì video hướng dẫn nó quan trọng đó, nên là mình cũng muốn làm lại. Nên là phiền anh em chút ha. Rồi, thì trong video hồi nãy á, mình có nói về một vấn đề, đó chính là chuẩn bị trước cho mùa sau để mình có thể chơi được The Root cũng như là mình có thể chơi được uh, uh, Clash mới, hắc ám, hệ ám đó uh, mùa sau ấy nên là mình sẽ có một số, số chuẩn bị cho anh em uh, việc này nó sẽ giúp cho anh em thứ nhất là có thêm trải nghiệm chơi và đỡ chán có cái để làm và chuẩn bị cho mùa sau này mới mạnh hơn được chưa anh em rồi mình thông báo là một chút thì hiện tại thì chúng ta sẽ còn khoảng Uh, 13 ngày nữa để có thể bắt đầu mùa mới và thông thường sau khi hết 13 ngày này thì nó sẽ có thêm 5 đến 15 ngày gì đó gọi là trao đổi giao mùa nữa nên là nó rất là mất thời gian anh em là có nghĩa là anh em sẽ còn gần một tháng nữa nếu như mà hết nhất thì nó sẽ còn 13 ngày nữa như anh em thấy trên màn hình thì mình cũng mong là 13 ngày thôi nhưng thông thường nó sẽ có khoảng 5 đến 10 ngày để gọi là trao đổi mùa đổi mùa hơi hơi mệt nên là bây giờ mình làm video này giúp cho anh em mùa sau dễ dàng chơi Clash Rui, Clash Hát Ám và cũng như là chuẩn bị những tài nguyên cho anh em ok rồi cố gắng lên nhá còn với những anh em nào mà có suy nghĩ là u sụi đến lúc đó tôi farm thì nói chung là tùy bạn thôi tại vì nó có những thứ mà mình farm sớm thì tốt hơn ok rồi bây giờ thì uh, trước mắt thì nói về những tài nguyên mà nó sẽ còn trong mùa sau nhé những tài nguyên sẽ còn trong mùa sau nó sẽ bao gồm những thứ sau anh em mình sẽ nói một lần thôi đó chính là trứng này mình có thể để dành cho mùa sau uh, xu này mình có thể dành cho mùa sau cái chìa khóa này mình sẽ dùng cho mùa sau được rồi cái vé này mình sử dụng cho một sau được Còn lại tất cả những cái này nó sẽ mất đi Được chưa anh em Nó sẽ mất đi Và cái cái này thì mùa season không nó không có Nên có thể là nó sẽ chia đôi Hoặc là nó mất hết thì mình không biết Cái này thì chưa biết được anh em nhé Chưa biết được Nên là có thể là nó sẽ chia đôi hoặc là mất hết Nên là mình có thể sử dụng luôn Ok Đó là những thứ tài nguyên rồi, tiếp theo những thứ mà mình có thể sử dụng còn lại nữa thì đó chính là con bet của mình. Thì anh em roll con bet nào thì anh em sử dụng bet mùa đó luôn, thoải mái, sử dụng hết tất cả các mùa luôn. Bet là một cái rất là tốn kém tài sản của anh em nên là mình có thể xài qua năm tháng bao nhiêu mùa cũng được. Tiếp theo anh em thấy đây là mình có hai cái đồ từ season không mà mình vẫn có thể sử dụng ở đây. Lý do là nó vẫn sử dụng rất rất là ngon. Tại vì sao? Mình vẫn có thể sử dụng hồn ác quyển được. do nên em hồn ác quyển nó vẫn sử dụng được, duyên này vẫn sử dụng được. Rồi, thêm một cái nữa, những mùa sau thì nó sẽ chia đôi những cái chỉ số như sau. Uh, cái này tính season 0 và season 1 nha Tại vì có thể season 1 sang season 2 thì nó sẽ có những thay đổi này nọ Thì cho anh em Nhưng mà mình sẽ nói tạm là season 0 và season 1 thì nó sẽ chia đôi những cái này ra Đấy Chia đôi những cái này ra Còn những cái duyên khác, những cái đồ ở dưới dưới này nọ Nó sẽ giữ nguyên như cũ Nên là khi anh em chuẩn bị sớm cho mùa sau Thì nó sẽ rất tốt cho anh em Vậy lúc sau anh em chỉ cần lên cấp 50 Anh em nhét vào thì lấy duyên và cũng như là lấy những cái dòng bonus ở phía dưới Thì anh em sẽ rất là mạnh Đặc biệt là season 1 thì nó có cái cơ chế gọi là À, đồ thần hóa thì nên thấy đồ thần hóa nó rất là đẹp cho dù nên chia đôi cái chỉ số ở trên này nó sẽ giảm đi cũng khá nhiều đúng không công nhận không nhưng mà giả sử như những cái đồ thần hóa ví dụ như những dây chuyền thế này thì nên thấy là mình sẽ tận dụng được rất là nhiều dòng chỉ số rất là ngon xác thường thường thì kích đặc biệt là những anh em nào mà đã tốn rất nhiều tiền ra cha vào mùa này ví dụ như là mình nhớ không lòng các bạn phước ấy bạn có một set đồ sát thương thì kích thì mua xong giả sử như anh em muốn chơi là bộ sát thương thì kích anh em lấy bộ level vẫn mạnh như thường thôi chẳng qua là nó sẽ bị giảm những cái chỉ số phía trên nhưng mà mình nói thật là không đáng kể những cái dòng phía dưới này nó quan trọng hơn rất là nhiều trừ khi là mùa này nó có chính sách là chia đôi tất cả những dòng dưới này thì thôi thua luôn mình không biết nói gì nữa luôn ok thì luật sao chơi vậy đấy rồi tiếp theo thì à, mùa sau ấy thì the root nó sẽ không có gọi là miễn phí đâu nó bán sẽ ít nhất là 500 đến một ngàn kim cương nên có lúc này là lúc anh em có thể tích kim cương đi ví dụ anh em không leo được hồng ngọc leo không leo được vàng thì anh em có thể tích kim cương còn trong trường hợp anh em leo được rank vàng thì anh em sẽ được khoảng 500 ngọc Rắn hồng ngọc này sẽ được 1 ngàn ngọc Thì lúc đó anh em tha hồ Có thể mua tướng mùa sau không cần tích cũng được Còn nếu anh em không có điều kiện nên anh em nên tích từ mùa này Để có thể mùa sau mua nhân vật Nếu như mà anh em chưa nhà ngoại cảm thì anh em mất 500 Nhà ngoại cảm 500 cho dược sư nên anh em phải tốn 1 ngàn kim cương Ok Vậy là mùa này nên lên hồng ngọc là tạm nhất à, Ok Rồi Về nhân vật rút thì chúng ta sẽ có nhà ngoại cảm và dược sư thì anh em nói có tất cả hai yếu tố đó rồi thì anh em có thể đầu chơi thì anh em có thể bắt đầu từ con số không cũng được chẳng vấn đề gì mình biết anh em vẫn sẵn sàng làm được với những anh em nào đã chơi rồi thoải mái làm được nhưng mà anh em nghĩ sao nếu như mình sẽ có một số chuẩn bị nhất định ví dụ ở đây mình có một cái vũ khí mà thực sự đây là thứ duy nhất mà có thể blessing cho anh em đó chính là một cây quyền trưởng vua đầu lâu có 80 100 triệu hồi thì à, mùa sau có lẽ cơ chế snap nó sẽ giảm đi tại vì mùa The đã qua nên có thể là sẽ giảm đi thì à, có thể là cái cây này sẽ bị giảm nhưng mà mình chuẩn bị trước một chút thì cũng không sao Tại vì ở Season 1 á Thì những anh em nào mà chơi The Rui Ví dụ ở Top 1 The Rui ấy Thì ông ấy Sử dụng cái set đồ Bonus từ cái uh, Season 0 đó là Bộ đồ gọi là Snapshot á, từ Season 0 á Thì ổng dùng để uh, Tiếp tục chơi The Rui ở Season 1 Và ổng trở thành Top 1 luôn anh em hiểu không anh em Nên là mình có thể tận dụng trước chế cái này Thì bây giờ nếu anh em chưa biết thì uh, đây Là chức năng Snap của nó ở Season 1 Bây giờ khi mà mình hóa gấu Thì anh em để ý là từ 6.000 lên tới 24.000 máu Ok rồi sau khi mình bỏ cái này vô Và bỏ cái dây chuyền vô À mình nhớ mình có một cái dây chuyền ở đây nè Bỏ dây chuyền vô ở đây nè đó. Thì mình snap lên Tự nhiên em thấy là máu của mình lên đến 42.930 Ok Sau đó thì mình có thể bỏ này vô lại Thì máu lên 43.000 Được chưa nè Đó Snap máu lên anh em sẽ thấy là mình có 11.000 sức mạnh và ba uh, 3.738 lực công Nó giúp cho anh em rất là khỏe Đó là những thứ anh em nên chuẩn bị cho mùa sau Được chưa anh em Đặc biệt là cái này Bây giờ anh em rất là sướng ở chỗ là anh em đã có được được đúc bằng cách là farm uh, ba vé hàng ngày và ngoài ra là mỗi ngày được một đá đúc núi lửa rất là ngon luôn rất là ngon lành luôn nên anh em có thể tận dụng chế được những món này rất là đã và nếu anh em nghĩ rằng nó khó khăn thì mình nói thật anh em là nít này mình chả nạp gì cả chỉ có đợt trước nạp uh, nạp mua club là một thứ hai là uh, nạp mua gacha thì cái đó là bạn mấy đứa em nó tài trợ thôi chứ tiền mình không có từ cho nên nhưng mà mình vẫn có thể roll được một cái đồ lên ba dòng chiều hồi nè đó bây giờ thêm dòng nữa mình hóa thần là quá đẹp Chúng mình mùa sau rồi mùa sau nếu mà còn thời gian thì mình tiếp tục làm cái nhẫn nhưng mà nếu như mà không kịp thì mình có thể dùng lại cái nhẫn hai dòng này vẫn rất là ngon lành đấy rồi sau đó thì mùa sau mình làm cái nhẫn bốn dòng là đẹp là mình đã hoàn thành được cái 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 những đồ mình mong muốn mà mình nếu như mùa sau nữa mà có nhà ngoại cáo thì mình sẽ tiếp tục sử dụng được đấy mục đích của mình là như vậy đó là nếu anh em nào thích thì có thể tận dụng lại những yếu tố như thế này thì bảo đảm là anh em sẽ chơi khỏe hơn rất là nhiều ha ok đó là những cái liên quan rút rút thì bây giờ mình cũng có thể dùng một cái cái cung hoặc là một cái trang bị gì đó ví dụ như đồ thiên nhiên thì anh em sẽ farm những cái map ví dụ là núi đá khổng lồ nè uh, rừng yên tĩnh nè ví dụ như là lâu đài bỏ hoang nè đấy thì uh, anh em có thể farm được đồ thiên nhiên thì nên sẽ có những cái dòng lõi độc tố này nọ để giúp cho anh em mùa sau khỏe hơn nè đó anh em ví dụ như hóa thần lên thì mùa sau anh em có thể sử dụng lại cái vũ khí này giả sử như anh em muốn dùng một con đồ ruồi mùa sau để farm đồ thì cứ nhét lại đồ này xài là ok mà chắc chắn là anh em mạnh lý do là con root đó, nó cũng sẽ nhận lợi từ những cái chỉ số này nhưng nếu nó chia đôi ra thì nó vẫn mạnh theo cơ chế snapshot thì nó vẫn mạnh thôi nên là anh em có thể chuẩn bị trước những cái đồ này để cho nó mạnh hơn về mặt chuẩn bị đồ thì anh em chuẩn bị những cái đồ liên quan đến chuyên sức mạnh nha chuyên sức mạnh ví dụ như là sắt xếp gọi là quỷ hắc thần hoặc là uh, set gọi là ủ kỳ sự thấp cao thì nó cũng giống như đồ thiên nhiên vậy nó cùng một map cũng núi đá khổng lồ cũng lâu đài bỏ hoang cũng rừng liên tỉnh ba map mình nhớ thôi chứ còn nhớ một hai map nữa nên anh em vẫn có thể farm để dành luôn Ha, đồ chiều hồi này nọ đồ chiều hồi thì nó sử dụng cho ninja được sử dụng cho đồ rui được anh em sử dụng cho những cái con ví dụ như lính cái linh hồn được hoặc là mùa sau anh em sử dụng cho nên công được nên commander thì mình nhớ không nhầm là nó có chiều hồi để đấy nên là lúc lúc mà chiều hồi để anh em bỏ vào anh em sờ náp những cái liên quan tới bậc chiều hồi này mình nói chắc chắn là được ha ok chưa tỷ lệ cao là chúng ta sẽ được nên là anh em làm trước chuẩn bị trước nó sẽ tốt hơn cho anh em ok chưa anh em đấy rồi uh, tiếp theo thì uh, uh, nói với cái gì nhỉ Uhm, chắc là nói về Glass mới nhé Glass mới thì theo thông tin video chính thức spoiler của bên Rum thì chắc chắn là ít nhất thì nó sẽ có lát nhà hắc ám hệ ám đó hắc ám hệ ám đó thì chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị những món đồ như thế này đồ chiều hồi này chắc chắn là sẽ tốt Video đâu nó sẽ có cơ chế snap hay sao ok ok còn nếu không thì mình sẽ chuẩn bị nó giống như một con ninja bình thường mình sẽ kiếm một cây sông đao nào đó mà nó có hồi chiêu này nọ hoặc là những cái đồ hồi chiêu ở slot 2 thì nó sẽ giúp cho anh em à, spam chiêu tốt hơn ha hoặc là những cái đồ mà bonus sắc thương hắc ám nhiều vô đấy hoặc là bet thì anh em có thể sử dụng những cái con bet mà ví dụ như vim vim nè vim vim nè đấy vim vim hoặc là những con bet hỗ trợ như con này con này con này đấy nó giúp cho anh em chơi ngon lành ok không anh em đấy ngoài ra thì ở đây mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em một số bet ví dụ như là à, mùa sau thì mình chưa có bet uh, gọi là bé nó khắc ám nhưng mà mình thấy là nãy mình tính rô đó nhưng mà mình nhớ lại là mình đổi được tại mình còn dư 360 mảnh nè thì mùa sau mình sẽ đổi con giả dạ sát này để chơi và chuẩn bị cho mùa sau ok con lành Đấy. về mặt trang bị thì anh em sẽ chuẩn bị trước một số cái vũ khí và trang bị dành cho những cái con gọi là hệ ám bao gồm những cái đồ à, có thể là những đồ nào bonus hắc ám càng nhiều càng tốt ha tại mình chơi hệ ám thì mình cứ chơi chắc thương hạt ám càng nhiều càng tốt ví dụ như chơi cung thủ ác ám thì mình kiếm cung hắc ám cung hắc ám thì mình nhớ không nhầm là anh em farm ở map lo ở map là nghĩa địa âm nghĩa địa câm lặng gì đó nghĩa địa yên tĩnh gì đó thì anh em có thể farm được cái, cái cung hắc ám từ cái con bốt vũ xương ấy. cái đó là cây vũ khí mà như là vũ khí thường thôi anh em vũ khí thường thôi truyền thuyết vàng thôi thì anh em có thể có được hắc ám còn nếu không thì anh em sử dụng mình thấy có một set đồ rất là tốt ở dưới đây đó chính là set đồ của quỷ hắc thần anh em nó có loại hắc ám này nên là quỷ hắc ám này đấy hình như là mấy cái đồ mà uh, vong linh này á là nói chung nó có hắc ám ha rất là ngon rồi chơi nè đấy còn những cái đồ mà mang thương, thương hướng gọi là chiều hồ chối buộc hay vật chiều hồi thì anh em có sử dụng những cái món đồ ví dụ như là à, ví dụ như là đây khiên khiên gu linh này nó có vườn cường độ chiều hồi này mình sử dụng khoảng một cái chế nhiều nhiều đi biết đâu nó có ra thì mình dùng ngon rồi chơi nè mình sử dụng khoảng một hai món gì đó là được mình chế càng nhiều thì tỷ lệ ra rất là cao thì mình cũng chế giống như anh em thôi mình chế đại thôi ví dụ mình chế nè đấy thì mình chế đến khi nào mà ra hai đến ba dòng thì mình có thể tận dụng nó mình hóa thần lên để mình có thêm chiều uh, hồi ở đây mình xui thì được khoảng không dòng nhưng mà nếu anh em chế nhiều nữa thì có tỷ lệ này sẽ được nhiều hơn ok không Ở đây thì mình vẫn có thể chế món này món này thì nó cũng sẽ có bậc chiều hồi nè mình xem coi được mấy dòng đây được một dòng luôn khá là tệ ok hoặc là đồ này nữa phải, đồ này cũng có chiều hồi này đấy thì anh em có thể chế lấy uh, chiều hồi cho mùa sau ha hoặc là anh em có thể biêu lũi đầu Bước thêm lõi độc cho con đợt rui hoặc là anh em build thêm lõi ám cho những cái con hát ám mùa sau được chưa anh em đó là những cái chuẩn bị cơ bản còn vấn đề về kim cương thì anh em cũng nên chuẩn bị trước từ bây giờ ha mình tích cóp những cái gì đó có thể để cho mùa sau tốt hơn và đây là những thông tin gọi là uh, mang hiến, hiến hướng gọi là chuẩn bị cho anh em cũng như tạo cho anh em một chút động lực về cuối mùa thì có lẽ anh em sẽ tốt hơn nếu anh em chuẩn bị một số thứ cho mùa sau và lúc đó thì anh em lên 50 anh em có thể dễ dàng chơi mà không cần lo bất kỳ vấn đề gì được chưa anh em về mặt uh, kỹ năng level thì ở đây có thể là một sau nó vẫn sẽ giữ 100 level này ha nhưng mà nó sẽ chia đôi ra ví dụ như cấp 25 thì anh em sử dụng được một nửa thôi nên cấp 50 anh em mới sử dụng được tất cả những cấp này đó là cơ chế của season 0 đến season 1 rồi cảm ơn anh em giỏi và hẹn gặp lại anh em các bộ sau nhé về sau thì sẽ có những cái video gọi là chuyên sâu hơn nói về cái vấn đề gọi là uh, chuẩn bị cho anh em đi tâm từng class rồi bye bye hẹn gặp lại anh em các bộ sau nha cảm ơn em giỏi